Tuy mới 47 tuổi, nhưng bà Trịnh Thị Lưu đã bị mắc bệnh mất ngủ triền miên suốt hơn 10 năm. Mặc dù đã qua sử dụng nhiều loại thuốc an thần cũng như điều trị mất ngủ, nhưng thời gian qua tình trạng này vẫn không được cải thiện nhiều. Tuy nhiên khoảng từ 2 năm nay, khi được một số người bạn chia sẻ việc sử dụng chuối hàng ngày vừa có tác dụng cung cấp chất xơ, cải thiện tiêu hóa, loại hoa quả này còn có tác dụng an thần, giúp dễ dàng đi vào giấc ngủ, thì bà Lưu đã làm theo và ít nhiều thấy có hiệu quả rõ rệt. Tôi thường xuyên bị mất ngủ, tôi bị mất ngủ hơn chục năm nay rồi. Đấy. Tôi cũng thấy có người ta mách là uống tâm sen ngủ tốt, tôi cũng có uống nhưng mà cũng có thấy tác dụng. Ngoài ra tôi còn ăn thêm nhiều trái cây, ví dụ như là chuối hoặc là sữa nóng trước khi đi ngủ. Chuối thì nó là một dạng tổng hợp của vitamin nhiều, thêm chất xơ, và chuối còn chứa cả huyết áp cao, mà tôi cũng có bệnh huyết áp cao nên tôi cũng ăn rất nhiều chuối và sữa để cho bổ sung thêm vitamin và canxi cho xương. Giấc ngủ đây là một vấn đề vô cùng phức tạp. Theo ý lý luận của y học cổ truyền thì tạng phủ được điều hòa, tinh thần thoải mái, khí huyết lưu thông thì về mặt sinh lý thì giấc ngủ mới được hình thành. Có thể nói là mất ngủ có liên quan đến từng tạng phủ một. Mỗi khi có một tạng phủ nào mà rối loạn thì giấc ngủ sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy cho nên là để có thể có được một giấc ngủ ngon thì có rất nhiều các tác giả đã đưa ra ví dụ như là thư giãn nhẹ trước khi đi ngủ. Thứ hai là có thể dùng một ly sữa vừa phải ấm ấm thì nó cũng có tác dụng kích thích để làm cho người ta dễ vào giấc ngủ. No quá không phải là tình trạng ngủ tốt, đói quá cũng rất khó ngủ. Tinh thần căng thẳng rồi suy nghĩ về công việc rồi về áp lực cuộc sống cũng làm cho người ta rất khó ngủ. Vì vậy đối với một cái muốn điều chỉnh giấc ngủ thì đầu tiên phải hướng tới cái sự ổn định của các tạng phủ, sự lưu thông hài hòa của khí huyết thì chúng ta mới có được một giấc ngủ tốt. Đối với những người đã bị rối loạn giấc ngủ rồi thì việc tư vấn để khám bệnh điều chỉnh cái sự mất thăng bằng trong cơ thể đó là việc hết sức cần thiết. Nếu mà vào tuổi của tôi thì đúng là sẽ bị mất ngủ. Nhưng mà không phải là thường xuyên, tức là triền miên, nhưng là cũng có những cái đợt là sẽ bị mất ngủ độ khoảng vài ba tháng. Thế thì những cái lúc mất ngủ thì rất khó chịu. Đấy, như nó làm ảnh hưởng đến mình cảm thấy cả cái đêm mình không ngủ được, mình mệt. Ban ngày nó làm cho mình cảm thấy rất là rức đầu, chóng mặt. Thế thì cái đấy là một cái bệnh chắc là của người già. Ban ngày thì rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, và ban đêm thì rất là tỉnh, nó cứ tỉnh là tỉnh nhiều cho nên nó mệt. Thì đấy là một cái bệnh mà chắc là người già đấy. Thông thường việc mất ngủ diễn ra vào ban đêm, thời điểm được cho là hoàn hảo để cơ thể đi vào giai đoạn nghỉ ngơi tuyệt đối, bù đắp và cải thiện sức khỏe đã mất đi sau một ngày dài miệt mài lao động. Tuy nhiên, tình trạng buồn ngủ lại xảy ra với nhóm đối tượng này.
vào ban ngày, khi mà khoảng thời gian này luôn được dành trọn cho công việc, cho lao động. Đây được xem như một tình cảnh rất trớ trêu và muốn tỉnh táo để có tinh thần làm việc, thì với nhiều người, lựa chọn cho mình một tách cà phê vào buổi sáng xem ra là lựa chọn hợp lý. Mình hay mất ngủ. Mình suy nghĩ nhiều. Không biết là sau này mình đẻ con ra mình lo cho con như nào, mất ngủ này, rồi công việc này, rồi bạn bè này, đôi lúc mất ngủ. Sáng dậy thì mình thường thường là tặng cho mình là một ly cà phê để cho mình tỉnh táo lại để mình làm việc hàng ngày. Thực ra thì uống cốc cà phê vào nó cũng làm cho đầu óc minh mẫn hơn, tỉnh táo hơn, sẽ là chống buồn ngủ cho anh để anh làm việc. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần trong cà phê có chứa hoạt chất caffeine, có tác dụng giúp tinh thần tỉnh táo, sảng khoái. Bởi caffeine có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, từ đó kích thích khả năng làm việc, đặc biệt là làm việc bằng trí óc. Vì vậy, sau khi uống một ly cà phê vào buổi sáng, chúng ta sẽ cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn để bắt tay vào công việc của một ngày mới. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, hoạt chất này cũng có tác dụng tiêu cực đến sức khỏe. Nếu chúng ta sử dụng loại đồ uống này mỗi ngày, lâu dần sẽ gây nên tình trạng nghiện. Hơn nữa, caffeine có tác dụng làm tăng tiết axit dịch vị, mà nhiều người lại thường có thói quen chỉ uống một tách cà phê vào buổi sáng mà không dùng điểm tâm. Điều này rất có hại cho niêm mạc dạ dày, đặc biệt đối với những người có tiền sử yếu dạ dày. Tôi đã từng bị mất ngủ nhiều lần rồi, nhưng mà những cái lúc để giảm stress thì tôi hay thường gặp bạn bè rồi đi ra ngoài uống cà phê, rồi giao lưu để cho quên một số các cái khó khăn trong công việc. Nếu mà để nói về trấn áp giấc ngủ thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà uống cà phê thì không thể phủ nhận đấy cũng là một chất kích thích nào đấy. Nó cũng làm cho đầu óc tỉnh táo hơn để tăng khả năng làm việc, rồi những cái lúc thần kinh mệt mỏi nó cũng là một cái chất kích thích nhẹ, tôi nghĩ thế. Thường thì lúc trước thì tôi hay sử dụng cà phê Việt Nam, bởi vì cà phê đấy nó nặng và nó có cái tác dụng khá mạnh. Còn bây giờ thì hãn hữu lắm tôi mới sử dụng cà phê, mà uống thì hay uống loại cà phê của nước ngoài thì nó nhẹ hơn, nó đỡ bị ảnh hưởng đến thần kinh hơn. Có rất nhiều cách đối phó với cơn buồn ngủ vào ban ngày của những người thường bị mất ngủ vào ban đêm. Tuy nhiên, việc cải thiện tình trạng mất ngủ vẫn luôn được khuyến cáo và được xem là biện pháp hữu hiệu hơn cả. Cũng giống như bà Trịnh Thị Lưu, một số người cũng cải thiện tình trạng sức khỏe cũng như giấc ngủ của mình bằng cách sử dụng thực phẩm kết hợp với một lối sống lành mạnh. Bởi đối với họ thì đó chính là một bài thuốc quý để vừa có một sức khỏe tốt, vừa có một chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Với một công việc là với cái thời gian làm việc của mình, đôi khi là chúng tôi phải dậy sớm, còn phải có những cái show diễn rất là sớm, rồi có những cái show diễn ở tỉnh xa và về đến nhà có những hôm là 6 giờ sáng, thì thường thường là cái việc mất ngủ ấy chúng tôi gặp thường xuyên. Và khi phải đối mặt với cái việc mất ngủ đấy thì chúng tôi lại phải có những cái phương pháp khác, ví dụ như tôi ngủ bù vào ban ngày, hoặc là nếu như ngủ bù như vậy thì chắc mình đã cảm thấy khỏe. Thì đến khi vào những cái ngày mà tôi không phải đi diễn xa ấy, thì tôi vẫn cứ bị cái thói quen mất ngủ như vậy. Tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc mình ngủ đủ giấc ra thì mình nạp đủ năng lượng và mình chọn những cái thực phẩm tốt, thực phẩm sạch để phục vụ cho sức khỏe này, cho sắc đẹp và cho cả những cái tố chất mà mình đang thiếu thì rất là quan trọng. Bên cạnh đấy thì có bổ sung thêm cho mình sữa này, có dùng thêm sữa này, trái cây nhiều. Thế
Theo các chuyên gia dinh dưỡng cũng như các bác sĩ chuyên ngành, nếu hàng ngày chúng ta sử dụng những thực phẩm giàu tryptophan thì sẽ có tác dụng giúp cải thiện tình trạng mất ngủ cũng như giúp cho giấc ngủ sâu hơn và hiệu quả với sức khỏe hơn. Vậy tryptophan là chất gì và nó tồn tại trong những thực phẩm nào? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chuối chính là một trong những thực phẩm dồi dào loại axit amin này. Tryptophan là một trong 9 axit amin cần thiết và quan trọng cho cơ thể để tổng hợp lên chất protein, cái chất đạm trong cơ thể con người chúng ta. Tryptophan là axit thiết yếu bởi vì cơ thể không tự tổng hợp được và phải cung cấp ở ngoài vào. Hàng ngày nếu chúng ta cung cấp khoảng 45-50 gram thịt là thì đầy đủ cho cái lượng tryptophan cần thiết cho cơ thể. Tryptophan có nhiều trong thịt gà tây, trong lạc, vừng, bí đỏ, chuối, hạt sen và gạo nguyên cám. Ngoài tác dụng cải thiện chất lượng giấc ngủ thì chuối là một loại hoa quả giàu dinh dưỡng. Chuối có thành phần của hầu hết những vi chất cần thiết cho sự dinh dưỡng của cơ thể. Ngoài ra, chuối có thể điều hòa hoạt động của hệ thần kinh và làm giảm nguy cơ những bệnh về tim mạch do hàm lượng potassium tự nhiên rất cao có trong chuối. Theo đông y, chuối có vị ngọt, tính bình, nhuận phế, chỉ khát, lợi tráng vị. Theo phân tích của khoa học, chuối chín bao gồm nhiều chất bột, chất đạm, chất xơ, sinh tố và khoáng chất. Đặc biệt, chuối có hàm lượng potassium rất cao và cả 10 loại axit amin thiết yếu của cơ thể. Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Malaysia, chuối là loại trái cây duy nhất hội tụ đầy đủ thành phần những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người. Do đó, chuối đặc biệt thích hợp để bổ sung khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ em và người già. Thịt chuối chín mềm, mịn nhưng lại chứa nhiều chất xơ không hòa tan. Chất xơ không được tiêu hóa tạo thành chất bã hấp thu nước và kích thích nhu động ruột nên có tác dụng chống táo bón rất tốt. Bên cạnh những cái thực phẩm có thể cải thiện giúp chúng ta giúp cải thiện được giấc ngủ như là thịt gà, lạc, vừng, bí đỏ thì quả trái chuối cũng là một trong những thực phẩm có giàu chất tryptophan làm tạo được giấc ngủ ngon, sâu và tạo được cơ thể an dịu thần kinh và một thư làm thư giãn cơ thể. Bên cạnh chuối thì sữa cũng có tác dụng giúp cải thiện giấc ngủ rất tốt. Một ly sữa ấm trước khi đi ngủ sẽ giúp chúng ta đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. Sữa là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, chứa đầy đủ các nhóm chất cần thiết cho cơ thể như protein, lipid, đường, vitamin và các khoáng chất. Chất béo sữa có trạng thái nhũ tương, có độ phân tán cao, chứa nhiều axit béo chưa no. Chính vì vậy, chất béo sữa có độ tan chảy thấp và dễ đồng hóa. Giấc ngủ, chế độ ăn uống hay vận động là những nhu cầu thiết yếu không thể thiếu hàng ngày đối với con người. Trong đó có người cho rằng ăn và ngủ bằng nhau, do đó nếu thiếu ngủ, con người sẽ suy kiệt sức lực, hao mòn sức khỏe, chóng già và quan trọng hơn nữa là sẽ sinh ra bệnh tật. Theo các chuyên gia về sức khỏe thì người lớn mỗi ngày cần ngủ từ 7 đến 8 tiếng, nhưng trẻ em cần phải ngủ nhiều hơn tùy theo từng độ tuổi, mà trẻ em mỗi ngày có thể ngủ từ 9 đến 10 tiếng hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, chất lượng giấc ngủ cũng rất quan trọng. Các yếu tố như tiếng ồn, không khí, ánh sáng, lối sống hay chế độ ăn uống đều ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Vì thế, muốn có một giấc ngủ ngon và sâu, chúng ta cần chú ý đến những yếu tố này.